các bác nhá. Hôm nay quay các bác xem video quay Vân Đình nhá các bác. Quay nghi ngút các bạn. Hiện tại thì anh chủ nhà đang chuẩn bị quay xoay sở đấy nha các bác nhá. Chủ đang quay các bác. Cho ra chậu. Đấy, đây là cũng là rất nhiều rồi các bác, bao nhiêu xiên là chín rồi nha, to ra đấy, quá đẹp xuất sắc. Tuyệt vời nha các bác nhé. Đây là chuẩn bị chặt con nha các bạn nhé. Quay phim xong xong đây chuẩn bị đang xoay sở nha các bác. Này bỏ thêm vịt vào được, vịt Vân Đình nhé các bác. Này chuẩn bị chặt con nữa kìa các bác ạ, vừa lấy ra để chuẩn bị chặt tiếp nhá, ship tiếp đâu các bác. Lấy đi, đang xoay sở. Tiếp tục chuẩn bị chặt tiếp nha các bác. Giờ đang chuẩn bị chặt tiếp tục. Đây, đang chuẩn bị giấy bạc. Mua một cái găng tay vải ấy, đi vào bên trong tôi bóng bên ngoài đỡ nóng. Đấy, xong một lửa con này các bác. Đây xong. Đây là rác vừng nha các bác. Đấy, cách đóng gói cho các bác xem cách đóng gói nhé. Rất gọn gàng. Tiếp
trong quay đã rất chuẩn. Đấy, giữ được nhiệt. Đây là nước chấm này, rau này, rau ấy. Lại chặt tiếp nha các bác nha, lại xử em nữa, liên tục tiếp. Chị ơi, chị lấy gì đây? Lại lấy khách vào mua tiếp, khách hàng vào mua nha các bác nha, đồng không? Liên tục.